Này chủ quán, sao lâu thế? Đợi lâu quá đi về đây. Anh thông cảm, quán đông khách mà chỉ có mỗi mình tôi làm à. Thông cảm tí đi nhá. Nhanh lên, vô là đi về ạ. Rồi biết rồi, khổ quá cơ. Tí nữa khuyến mãi cho một xem, quý em đi. Về. Ê, thằng con mèo mày, mày không biết à? Thằng này là thằng Tuấn Trẻ Châu, mới đi du học ở Mỹ giờ. Wow. Ủa, nó du học ở Mỹ thật hả mày? Đúng rồi, tại nó sợ mày làm gì? Nó du học ở Mỹ Đình nữa con. À đù. Ghê chưa, ghê chưa. Hả, thằng Tuấn. Ơi. Ngủ nhiều thế nhờ. Ê Bảo. Ê, mới đi du học ở Mỹ Đình về sao rồi? Cũng bình thường thôi bạn ạ. À, bạn ngồi chơi đi để mình ra nói chuyện với thằng Bủ. Ok. Ê Bủ, tao tưởng mày du học ở Mỹ về mày quên tao luôn rồi chứ. Hello Ajinomoto, nice to meet you. I am Mr. and how are you? I am so LG, how are you? Ủa mày nói cái gì vậy? Mày nói tiếng Việt được không? À tao nói tiếng Anh mà chắc mày không hiểu đâu. Ý tao là mày khỏe không? I'm fine, thank you and you? Me too, me too. Mày gan kia, nhanh không? Đi về đây. Thưa thưa anh, em làm sắp xong rồi, anh cho ông ngồi đợi em một chút xíu nhá. Chết cha, mày đợi tao tí, xin chạy hết trơn rồi. Thách hối từ nãy giờ, thôi mày vô quán tao ngồi đi. Ăn gì, uống gì, nhớ tao tao nhé, tí nữa anh em ra tâm sự. Ừ. Xin lỗi để anh đợi lâu nhé, đây của anh nè. Lâu quá à. Có em là 10 xin rồi, cái xúc xích là 30 cành. Đây anh, em gửi. Nhưng mà đợi hơi lâu nha. Ủa sao đợi lâu là không ghé nữa. Rồi biết rồi, khổ lắm đấy mày. Ây da, làm ăn khá quá nhờ. Chiến lược kinh doanh, marketing các thứ kinh phết đấy. Người anh em khởi nghiệp thành công như thế này thì tôi còn phải khởi nghiệp chứ. Lỡ một ngày nào đó tôi trở thành một sách tăng, trở thành một tỷ phú, mua nhà lầu, xe hơi, cưới vợ. Ôi cha, vì đến tôi mà tôi bắt buộc ngày mai phải bán gấp đôi ngày hôm nay mới được. Thế ngày hôm nay lãi được bao nhiêu rồi? Cái gì? 4 triệu à? 40.000 ông nội ạ. Ôi là trời, hưởng gì? Thế xem gì đâu mà rẻ như thế này thì lấy đâu ra mà lãi? Tao ở trên thành phố á, vô nhà hàng kêu mấy viên thả lẩu mà đã 30-40.000 một đĩa rồi đấy, mà nó cũng như thế này nè, lại còn đồng giá 2k nữa. Thế này thì bao giờ mới giàu hả ông tướng? Ôi là trời, lời lại cái gì? Mình bán đồ ăn bá thương hiệu trước để hiểu không người anh em? Sau đó mình mới lên giá từ từ. Mình tính hết trong cái đồ này rồi. Ăn tự không, không ngon không lấy tiền. Xiên đồng giá 2k, bò viên, cá viên, tôm viên, viên xúc xích là 10k. Được đấy, nay tao mua hết chỗ này, tối sang nhà tao nhậu nhá. Lâu lắm rồi anh em mình mới được gặp nhau nhờ. Tối rủ thêm thằng Bảo, thằng Lộc, thằng Toàn nữa nhá. Thôi, tối nay nhà tao có công việc rồi, để bữa khác đi. Ở đây tao còn 30 cây xiên với 10 cây xúc xích. Ở nhà tao còn khoảng là... Thôi thôi, thế thôi. Mày chiên nhanh đi, tao còn về. Ông bà già tao gọi nãy giờ rồi. Có ngay, có ngay. Đây, của mày đây. Của mày hết 160k. Nhưng tao lấy 150k thôi. Ừ. Nè 200k nè, cầm cả đi. Còn tiền dư thì mời anh em cốc cà phê nhá. Thương thế chứ lại. Chúc ăn ngon miệng nhá. Alo alo. Rồi 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 rồi.
Anh nói như vậy, em là shipper mà. Anh cứ chờ chú đi xả thủ trước đi rồi chặt lượng em giao cho. Rồi. Vô. Trăm đi. Chơi với bạn đi. Tôi để cho đi du học ở ngoài Mỹ Đình chắc cũng lâu rồi nhỉ? Ừ, được mấy ngày rồi. Được mấy ngày rồi, lâu phết chứ đùa đúng không? Ừ. Thế nên thì lâu lâu cái này thì về anh em ngồi nâng bàn ly tâm sự đúng không? À Nam, uống đi em, cứ ngồi chơi điện thoại biết vậy? Chơi gì vậy? Anh Quân, em có con game này hay cực, anh Quân chơi với em nha. Game gì? Anh Quân, em có con game này hay cực, anh Quân chơi với em nha. Game gì? Rồi học Kingdom ạ, siêu phẩm chiến thuật nhập vai thời gian thực. Trên thế giới đã có hơn 80 triệu lượt tải rồi anh ạ. Ôi giời, tưởng thì game mới mở lại kia bờ ở Việt Nam đúng không? Anh chơi 2 ngày nay rồi, lực chiến lên đến 8 triệu luôn rồi cơ. Giao học Kingdom hay còn gọi tắt là ZOK là thể loại chiến thuật nhập vai thời gian thực. Trong game có hẳn 12 nền văn minh tha hồ chúng ta lựa chọn từ Rome, Đức, Anh, Pháp, Viking cho đến Trung Quốc, Nhật, Hàn vân vân. Các nền văn minh thì đại diện cho các nước và các nhân vật trong lịch sử, như ở Nhật thì có Kusunoki và Mimamoto, ở Trung Quốc thì có Tào Tháo. Đưa đây ăn chơi cho mà xem. Quân đội tự mình xây dựng nhá. Tùy chỉnh kiến trúc theo sở thích luôn. Anh đang chọn nền văn minh Đức nè, đặc điểm của nó là tốc độ cực nhanh, có nhiều binh lính trong thời gian ngắn nhất. Một thế giới khổng lồ, hàng vạn người chiến đấu như thật. Ở Rise of Kingdom, toàn bộ người chơi và NPC sinh sống trong một bản đồ, một thế giới khổng lồ, không có căn cứ biệt lập hay màn hình chiến đấu riêng biệt. Ngoài việc đánh chiếm căn cứ của địch, nếu phát hiện đồng minh bị tập kích thì ta còn có thể cử quân đến cứu viện đồng minh của mình. Bởi chọn đồng minh là quan trọng lắm nhé. Cộng đồng Việt Nam trong game này hơi bị xịn luôn, thi đấu gì cũng toàn được giải nhất giải nhì. Nhỏ nhỏ cho anh em để phát triển chiến lược này, cướp tài nguyên đương nhiên là dễ dàng và nhanh chóng hơn cày cuốc. Đồng minh mạnh có thể chiến đấu theo đội, xâm chiếm tài nguyên của bọn nhà giàu, nâng cấp kiến trúc nhà mình. Game này binh lính tự do di chuyển theo chiến lược của mình, anh em có thể bao vây úp sọt kẻ địch này hoặc là đưa đội quân tinh nhuệ ra giáp lá cà luôn, tùy anh em. Bấm ngay link tải được đặt tại phần mô tả và game top comment để tải game cùng mình tham gia event để có cơ hội nhận các phần quà vô cùng hấp dẫn như iPhone, PS5 và Switch nha. Ngoài ra nhập code ZOK Việt Nam để nhận quà đặc biệt từ nhà phát hành game nha. Số lượng có hạn, các bạn nhanh tay kéo hết nha. Rise of Kingdom, vạn quốc chân hùng, đồng lòng đệ nhất. Thế anh Công cho em mượn điện thoại thử em chơi thử cái con game Rise of Kingdom này thử như thế nào. Nè. Thôi, vô đây Nam, lấy giờ là em chưa uống đi nào á. Sao, thấy thích không? Game này chơi vui phết nhờ. Vừa mới chơi mà đã thấy nghiền rồi đúng không? Ừ. Lát em về em tải để chơi thử. Ok, thôi trả điện thoại cho anh Nam đi. Để trả đi. Rồi có gì tối về tải mà chơi. Còn bây giờ thì anh em ngồi tâm sự thôi. Có chứ. Cái thịt xiên này tôi để cháu mua ở đâu mà ăn ngon dữ ta? Em mua ở bên cái quán xiên bổ béo ấy. Quán xiên bổ béo hả? Ừ, ngon phết, dai dai là giòn giòn, ăn ngon phết chứ đùa đâu. Mấy ngày nay thằng bổ béo Tô Chí làm ăn phết. Ừ, bữa nay thấy nó lo làm ăn lắm, lại quảng nó mua xe hơi trước mày á. Làm gì có. Ngày lãi được có 40.000, bao giờ mới đủ tiền để mua xe hơi. Em không biết khi nào mua xe hơi nhưng mà em thấy taxi rất là ngon. Ngon thì cũng có ngon á, nhưng mà cái này ngon hơn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một quán ăn đang khiến giới trẻ phải chảy nước miếng. Vâng, và đó chính là quán xiên đồng giá 2K. Ồ, chào mừng anh đã đến với quán của chúng tôi. Ở đây chúng tôi chuyên kinh doanh các loại xiên. Theo tiêu chí của chúng tôi phải ngon, rẻ, đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm. Ồ, ra là vậy. Tôi nghe danh quán ăn từ Bắc vào Nam giờ mới có gì thưởng thức. Ây da, nhưng mà anh ơi, anh có thể cho tôi mượn nhờ cái toilet một chút xíu được không? Tôi đau bụng quá. Vâng, anh cứ tự nhiên ở nhà đi ạ. À. Đấy các bạn ạ, à, tôi là tôi phải vote cho cái quán này 5 sao vì ông chủ khá là dễ thương. Ta cảm ơn mày đã cho tao mượn toilet nha. Thôi bây giờ tao có việc bận phải đi ngay. Có gì ngày mai tao dẫn nguyên một đàn anh em bạn bè cùng người review với tao đến quán mày để review nha. Á đồ, quỷ hóa quá. Thế mày đi về cẩn thận nhé. Đây, cà viên nè. Đưa đây, đang còn.
một đống đồ khách hàng như này, bỏ đi thì uổng quá. Vào tay mình cộng thêm một chút hoa chất vào là cá viên thối sẽ trở thành cá viên đẹp tuyệt vời. Cá viên hết hàng thì để làm sao? Có hoa chất là chuyện nhỏ. Cá viên hết hạn sử dụng, bỏ một ít hoa chất của mình vào thì sẽ tươi ngon ngay. Đù, đông vậy? Đương nhiên chứ, quân tử nhất ngôn nói là phải làm. Nhưng mà hôm nay bọn ta đến đây không để review. Các anh đến đây ăn cá viên hả? Ừ là trời, hôm nay cá viên thơm và ngon lắm nè. Không, hôm nay bọn ta đến đây là để tặng quà cho mày đấy. Cá viên thối, cá viên hết hạn sử dụng, bỏ một ít hoa chất của mình vào thì sẽ tươi ngon đấy. À cái thằng chó này, mày dám chơi tao hả? Mày ăn tiếng anh em bạn bè mà mày chơi tao thế à? Mày chơi với tụi tao bằng đống hóa chất này mà mày còn anh em bạn bè với tụi tao hả thằng khốn? Đây, giải nó lớp phường. Hành vi của anh đã bị tôi phát hiện ngày hôm qua sau khi tôi mua thịt xiên đồng giá 2k tại quán của anh để về ăn cùng bạn bè. Thì sau đó tất cả đều bị đau bụng dữ dội, vì vậy tôi đã nghi ngờ thịt xiên của anh là thịt xiên bẩn. Mày cũng đau bụng hả? Lạ thật, lúc bọn này thì rủ nhau đau bụng đấy. Ôi ôi nhắc đau bụng. Bọn cùng nó bị đau hả? Giờ mới bị đau đi. Ê à, đau bụng quá. Thế là cái cậu đi chân lặn toát thiệt à? Kiểu này chắc chắn là do xin bẩn 2k của bố béo rồi. Bố béo à, mày cứ đợi đấy. Sáng hôm sau tôi giả bộ review quán ăn và xin đi nhờ toilet, nhưng mục đích thật sự là để đặt camera quay lén để thu nhập bằng chứng phạm tội của anh. Đúng như tôi dự đoán, anh đã sử dụng thịt xin hết hạn sử dụng, trộn với hóa chất và bán cho khách hàng. Sau khi có đủ bằng chứng, tôi phối hợp với cảnh sát đến đây để tiến hành bóc phốt và bắt giữ anh. Ủa, tối rồi mà vẫn phải lên phường hả? Mang tiếng là bạn thân mà chơi nhau như vậy thì là thân ai nấy lo rồi, hiểu không? Tôi thể cho hôm nay hay quá, làm thám tử phá được một vụ án luôn. Thôi, mau gửi lên phường. Ok các bạn ạ, thì các bạn vừa xem xong video ăn thám tử của bọn mình thì bây giờ video ăn thám tử của bọn mình sẽ ra một tuần một tập nha các bạn. Thì cái tập lần này mình để cho Tôn Giả Châu trở thành ăn thám tử để Tôn Giả Châu phá án. Thì nếu các bạn thích Tôn Giả Châu làm ăn thám tử, thích Tôn Giả Châu phá án như này thì đừng quên để lại cho video này một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì video của mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.